Sáng ngày 19 tháng 11, trong khuôn khổ phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án một luật sửa bảy luật về tài chính. Tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh đề cập một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo một luật sửa bảy luật. Trong đó có nội dung đề nghị không sửa đổi, bổ sung khoản 10 điều 8 luật ngân sách nhà nước về việc bổ sung quy định các chương trình, dự án ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn nhiều ý kiến đề nghị làm rõ những dự án nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng được triển khai theo luật ngân sách nhà nước. Làm rõ thêm vấn đề này tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước giải thích kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập ra với mục đích đảm bảo cân đối tài khóa, không để tình trạng đầu tư vượt khả năng như trước đây. Đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, trong điều hành từng năm có các nguồn tăng thu tiết kiệm chi nên cần bổ sung quy định này theo luật ngân sách nhà nước việc thực hiện chi các chương trình dự án này vẫn phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục theo quy định về đầu tư công